Tích Việt Nam về Đắk Nông thăm các cộng đồng dân cư. Đây là địa bàn sinh sống lâu đời của người Mờ Nông và các cộng đồng Ê Đê, Mạ. Người Mờ Nông tại Đắk Nông có 39.964 người, chiếm 38,9% tổng số người Mờ Nông tại Việt Nam và là dân tộc có số dân đông thứ hai sau người Việt tại tỉnh Đắk Nông. Đó cũng là lý do cao nguyên Đắk Nông trước đây được gọi là cao nguyên Mờ Nông. Người Mờ Nông vẫn còn lưu giữ và lưu truyền nhiều giá trị văn hóa truyền thống như sử thi, cồng chiêng, đàn đá, trang phục và ẩm thực truyền thống. Người Mờ Nông đã góp phần không nhỏ cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, một di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận vào năm 2005. Theo các nhà nghiên cứu, điều kỳ diệu của bản nhạc chiêng chính là sự đồng cảm, sự tập trung, sự hào hứng của những tâm thức thiêng khi cùng diễn tấu. Không chỉ là phương tiện để liên kết cộng đồng trong các sự kiện gia đình như lễ thổi tai, lễ bỏ mạ hay trong các sự kiện cộng đồng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, mà âm thanh cồng chiêng giúp liên kết con người với thần linh, tổ tiên. Cồng chiêng là loại nhạc khí bằng hợp kim đồng, có khi pha vàng, bạc hoặc đồng đen. Cồng là loại có núm, chiêng có mặt bằng không núm. Nhạc cụ này có nhiều cỡ, đường kính từ 20cm đến 60cm, loại cực đại từ 90cm đến 120cm. Dàn chiêng lớn có từ 9 đến 12 chiếc, dàn chiêng nhỏ có từ 2 đến 4 chiếc. Riêng bộ cồng chiêng Mờ Nông có 2 bộ chiêng 6 chiếc và bộ cồng 3 chiếc có kích thước khác nhau. Ẩn mình trong mỗi chiếc cồng chiêng là một vị thần. Cồng chiêng càng cổ thì quyền lực của các vị thần càng cao, nhờ thế có thể gọi thần tốt đến giúp dân làng xua đuổi tà ma xấu. Để tạo ra âm thanh, cồng chiêng được đánh bằng dùi hay bằng cườm tay. Dùi chiêng có hai loại, một loại dùi mềm và một loại dùi cứng. Loại dùi mềm thường làm bằng gốc cây dứa dại khô hoặc làm bằng gỗ có bọc vải. Mỗi loại dùi cho âm thanh khác nhau, dùi cứng cho âm thanh mãnh liệt hào hùng, dùi mềm cho âm thanh ngân vang trầm hùng, cườm tay cho âm thanh ngân xa bí ẩn. Để tạo âm sắc khác nhau, người ta có thể đánh vào mặt phải hay mặt trái của chiêng và dùng tay chạm vào mặt chiêng để gia giảm hay chặn hẳn âm vang. Hãy tham gia Eco Timbering cùng Exotic Việt Nam, không chỉ tinh thần đồng đội mà văn hóa bản địa qua hình ảnh cồng chiêng chính là điểm nhấn đáng nhớ khi đến Đắk Nông.